Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia, mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã khai mạc triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam trên môi trường số Virtual Việt Nam Food Expo 2021. Triển lãm đã thu hút sự tham gia của trên 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực thực phẩm chế biến, nông sản và thủy sản. Với 300 gian hàng thực tế ảo, triển lãm đã cung cấp hình ảnh, tư liệu trưng bày một cách sinh động, kèm theo các hình thức tương tác đa dạng, kết nối các đối tác trong nước và quốc tế. Phát biểu khai mạc tại triển lãm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận định, năm 2021, ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam đối diện với những khó khăn và thách thức to lớn do đại dịch COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng tiêu thụ và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh trên thị trường nội địa và quốc tế. Nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, Bộ Công Thương đã và đang phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số và xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu. Trong đó, Virtual Việt Nam Food Expo là sự kiện có vai trò quan trọng, giúp doanh nghiệp duy trì hợp tác kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu một cách hiệu quả, qua đó hưởng ứng và tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Ngay sau lễ khai mạc, triển lãm đã diễn ra hội nghị quốc tế ngành thực phẩm Việt Nam, Việt Nam Food Forum 2021 với chủ đề Nông sản thực phẩm, thích ứng, chuyển đổi, tăng tốc. Đây là diễn đàn đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức hỗ trợ, các chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm của Việt Nam và thế giới.